Cái gì nữa? Dạ em muốn con nhỏ đó giờ làm sao vậy? Mày lấy ví dụ đi. Quý gì? Vụ gì? Ví dụ đi. Ví dụ gì? Nè mày, tao kêu mày lấy ví dụ ở đây. Ai út mà. Trên cái bây giờ không có tiền sao mẹ cua được. Cố rồi cô. Trời ơi là trời, điện ở đây cái kiết cơm cái cặp con qua này. Trời anh chổng cơm ơi, nó bụng quá. Sao qua này không chịu ăn? Má tao đuổi tao đi rồi. Rồi sao nữa? Mà tối chơi game gần 1-2 giờ sáng, cái mẹ tao mở cửa vô hỏi sao cơm nước không ăn uống gì đi mà chơi game tới khuya vậy. Rồi sao? Cái tao nói con thích vậy đó, chiều không chịu thì thôi. Có đuổi ở đây ngồi luôn. Ai út mà. Này, kiểu này là kiểu bình thường muốn tào lao nè. Trời ơi là trời, ông ngoại ơi đi, ngoại con lấy xe ba gác chở ông đi nè. Ôi, đâu rồi? Em mới đi xin việc về. Rồi sao rồi? Nói tức nữa. Thánh thằng ơi trời. Nói xong vài câu em bỏ em về luôn. Sao vậy? Nghĩ coi, mới đi xin việc à. Ông hỏi em á, mày có kinh nghiệm chưa? Thánh thằng ơi trời, không cho làm lấy quần què có kinh nghiệm. Thôi bỏ em về luôn. Ủa trời. Mày hay đó, mày đẳng cấp đó. Về lấy đất cạp ăn đi con. Sao em? Nhức cái tay quá. Cái tay hả? Ừ, hết vậy em? Dạ hết rồi. Em nhức cái vai nữa nè. Trời, sao nhức hoài vậy? Hết vậy em? Dạ hết rồi. Ủa ơi chị. Anh hay quá à. Anh hung cái đầu hết rõ luôn. Sao? Anh có chạy được bệnh chỉ không? Sao em? Cuộc sống của em không có anh á, chắc em chết mất. Thì chứ sống của anh mà quen em á, gia đình em cấm cản, hai đứa mình cũng chết à. Ở đây tao gặn không được, tao cũng chết. Tôi đây vậy? Nói như này buồn hiểu mày. Mới phục vụ quán nhậu được 2 ngày bị ông chủ đuổi luôn. Đánh ăn là trời nữa trời. Nói mày nghe nè, hai ông khách mới vô thì kêu hai dĩa thịt dê. Ừ. Hai ông ngồi bà bên kia thì kêu hai dĩa thịt chó. Ừ. Tới vô tao báo là hai dê mới vào, hai chó ăn thêm. Xong cái mấy ông nhậu nghe được cái báo cho ông chủ quán đuổi tao luôn. Ơ là trời, chuyện của đầu rồi trời. Ông nội ơi, ông nội nói chuyện có dấu tình cảm trời. Nghe tôi muốn cầm sốt luôn á ba. Ông ngoại. Ý, làm gì bọc khỉ nhập ông, cái gì ông gãi thấy ghê ba. Hồi sáng đi công chuyện mấy con bướm mới đậu vô phấn nó ngứa quá. Vừa thuốc mày chưa? Thôi đừng nhắc cái thuốc nữa, nghỉ uống mày. Sao vậy? Thánh thằng ơi trời, ghé tiệm thuốc mua cái gặp bà kia nói gì ơi, có lọ thuốc nào mà sức ngứa bướm không? Rồi bà đưa chai chai hương sức lần hai cử. Tụi ai cũng nhìn tao chân cũng mất quê một cục luôn. Tao đi về là trời, sao lấy giờ qua đầu luôn trời. Cửa xe em chưa, cửa xe kêu nằm hoài luôn trời. Ê, thánh thằng là trời nhưng mất bầm xanh trời. Vụ gì không hả? Mày biết vụ gì không? Vụ gì? Con vợ của ông á mở được cái mật khẩu điện thoại của ông. Trời là trời, có đẹp cái giọng cái đầu của trời ơi. Nội sớt luôn, trời trả lại chút thuốc đi. Đường tao đi có quý nhân phù hộ, mạng tao từ với lại đổ trong tim. Anh ơi, mày đạo lý với tao hả mày? Anh ơi, sao? Em có chuyện này muốn xin lỗi anh á. Chuyện gì nữa? Là mỗi lần mà em hôn anh á, em đều nghĩ đến một con trai khác. Đồ giả dối. Em có hiểu cho tôi không? Tại sao á tôi hôn nhiều đứa cùng lúc á, tôi lại nghĩ tới mình anh em. Ai út mà. Em. Dạ. Anh hỏi này nha. Rồi trước khi quen anh á là em đã quen bao nhiêu người rồi? Anh nói giỡn đó, đừng có dặn. Anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi, không có ý gì đâu, đừng có dặn anh nữa. Đừng có dặn anh. Anh đâu có dặn đâu. Chứ sao? Em đang điếm. Ai út rồi mà. Anh à. Anh nè. Có khi nào anh sợ mắt em không? Có nha. Khi nào vậy? Em nhớ cái bữa đi hội chợ không? Bữa đó là em cầm cái bóp tiền anh nè, điện thoại nè, trời ơi trời, kiếm vòng vòng sợ mắt thấy mệt luôn á. Ai út rồi mà. Trời ơi bà. Em ơi. Dạ. Khi em vui á, em hãy gửi cho anh những nụ cười nha. Dạ. Còn khi anh khóc á, hãy gửi cho em những giọt nước mắt nha. À, còn tao đau bụng, có cần tao gửi cái gì ra không? Ai út rồi mà.